chú anh chị và các bạn, cảm ơn đã ghé thăm kênh YouTube của Mẹ Việt ở Mỹ nha. Nơi đây chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ những cái kinh nghiệm, trải nghiệm về những món ăn, học hỏi những cái kinh nghiệm để góp phần thêm cho cuộc sống của chúng ta được tươi đẹp và hạnh phúc ha. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau vào bếp để chúng ta gọi là dùng cái từ là review ha, tiếng Việt mình gọi là trải nghiệm đi ha, về một cái món, cái giống gà, đó là giống gà Pháp, tên tiếng Pháp là Resi, nhưng mà khi nó được đến Mỹ thì nó gọi là American Res. Đây là, đây con gà này, xin lỗi là hồi tối hôm qua trong cái quá trình mình mời của mình cũng không có ghi lại cái hình ảnh mà mình mời. Và hôm nay á, thì mình sẽ nói về những cái kinh nghiệm mà trong lúc mình mần cái giống gà này nha. Cái loại gà này thì chân là chân chì nè cả nhà. Chân chì ha. Da thì nó mần lên mình cảm thấy nó không có được vàng như là những cái giống gà mà Việt Nam mình gọi là gà da vàng hay gì ha. Gà, nhưng mà cái thịt cái nuôi á, thì trong cái quá trình mình mần á, mình cảm thấy cái thịt rất là chắc. Phải nói là mình nuôi 4 tháng thôi mà cái thịt của gà này nè, nó rất là chắc, cái đùi nó thuộc đùi thon. Thì bởi vì cái giống gà này nó rất là nổi tiếng, nó được mệnh danh là cái là một cái giống gà ngon. Thịt nó không có mỡ, tại vì trong cơ thể con gà này nó có một cái cơ chế hoạt động như thế nào đó, nhưng mà cái thân thể nó không có tích mỡ, thịt rất là chắc. Thì đây là cái giống gà gia đình mình nuôi bởi vì sự giới thiệu của một anh trong hội thánh nha. Đó, anh giới thiệu mình về giống gà này. Thì nói về cái giá thành của nó để mua cái con gà này là nó cũng nói ra thì nó cũng hơi ngại, giống như là mình nổ hay là gì đó. Nhưng mà nghe mình cũng xem những cái thông tin ấy, khi mà thành phẩm của nó nuôi xong thì nó bán cái giá trị của nó lên là tới hơn 200 đô một con lận. Và khi mà mình mua cái giống gà con thì nó đã hơn là 10 đồng một con rồi đó cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ nói qua trong cái lúc mình mần gà này mình trải nghiệm nha. Thì mình thấy được nè, cái thịt gà rất là chắc. Mình cảm thấy giống như là đây con gà dai, con gà già luôn á. Cái đó là cái cảm nhận về cá nhân chủ quan của mình thôi nha. Mình nhìn mình cảm thấy trời ơi, con gà này giống như là cái con gà dai ăn chắc nhứt răng hay là gì luôn. Mình cảm thấy mình không có một cái cảm, không có một cái thiện cảm với nó. Bởi vì trong cái lúc mà mình mần đó, mình lấy những cái nội tạng, những cái lòng trong đây nè, mình cảm thấy cái xương nó rất là cứng nè, mình móc lòng nữa trong đây đau tay lắm, tại vì tim mề gan rồi nó bám chặt ở trong cái ở trong gọi là gì, ở trong đây nè, trong lòng có bụng nè, mần rất là khó, nó cũng lạ lắm. Nhưng mà có một cái thì mình cảm thấy á, cái lá gan nó rất là ngon, gan nó cảm mở mắt mình feel sao, mình có một cái cảm giác là cái gan gà này sẽ rất là ngon. Thì đây hồi nãy mình nói sơ qua rồi, chân của nó là chân chì ha, chân màu đen. Da thì da không được vàng như cái loại gà da vàng ở bên Việt Nam mình hay nói là gà ngon là khi mình luộc lên là cái da nó phải vàng nha. Nói về cái cảm giác mà chủ quan của mình á, là mình cảm thấy con gà này nó làm cho mình không có thiện cảm khi mình mần nó. Và thịt nó dai, thì thịt nó quá dai thì nó làm cho mình có cảm giác như là cái con gà này nó là một cái con gà già. Để một chút xíu nữa rồi mình sẽ làm món ăn và mình sẽ nói về những cái trải nghiệm của mình nha. Thì hôm nay mình con gà này thì mình luộc ăn thì có lẽ là hai vợ chồng mình sang không hết. Thì mình sẽ làm ra hai món, là một nửa con thì mình sẽ luộc để chấm muối muối ớt xanh, do cô em chồng mình có tặng một cái hũ muối ớt xanh á. Bữa nay mình cũng chưa có thử nữa mà giờ sẵn đây mình sẽ review nó luôn. Rồi mình sẽ làm một nửa con, mình sẽ làm nướng muối ớt. Thì con gà này mình sẽ làm ra hai món nha, nửa là luộc chấm muối ớt xanh và nửa là gà nướng muối ớt. Thì một chút xíu là mình ăn mình sẽ chia sẻ những cái trải nghiệm về cái thịt cái con gà này như thế nào, mình cũng làm sự phấn khởi đó nha. Bây giờ chúng ta sẽ nướng gà bằng nồi thủy tinh này nha. Và bây giờ mình sẽ bỏ mặt thịt lên, mình nướng 15 phút. Sau đó rồi thì chúng ta sẽ quay lại chúng ta thử nha. Và chúng ta sẽ trở mặt da lên. Bây giờ
thì sẽ là, và bên đây chúng ta sẽ luộc, bên đây chúng ta sẽ nướng, đây chúng ta sẽ luộc gà. Ở trong cái nước này thì mình sẽ cho một chút xíu muối, hay mình sẽ cho một cái củ hành, một ít gừng vô để mình luộc nha. Review cái nước sốt này nha. Nước sốt này. Nước sốt này nha. Cái nước sốt này không biết gọi là cái gì, cả nhà gọi là giống như muối ớt xanh á. Trong đây có ớt xanh nè, muối ớt lá chanh. Trong đây thì mình thấy có lá chanh nè, có xả nè. Tại vì cái chén nước sốt này là cái chén nước sốt mình được cho tặng. Giờ mình đi ăn thử nha. Không, hồi nãy giờ chấm thử với gà kia rồi cũng thấy rất là ngon. Cảm ơn cô Oanh Nhiên. Ông xã nói em chấm hơi nhiều. Rồi. Nói tóm lại là hồi nãy mình ăn cái món gà nướng muối ớt á, thì thèm thấy thịt gà cũng rất là ngon. Nhưng mà còn cái giá trị của nó thì mình không có thể mà đánh giá là nó là ở cái mức độ nào. Cái con gà này nó cũng ngon, mà cái con gà ở cái giống khác mà cái ở nhà mình nuôi thì mình thấy nó cũng ngon. Nên mình cũng không thể là nói là nó quá trên lệch đi để mà đánh giá, là tại vì cái giá thành của con gà này quá cao đi. Cái giống gà con á, là mình mua đã gấp là nhiều hơn là 5 lần rồi đó, gần 5 lần đi cho 4 lần đi. Nhưng mà cái giá trị nó cũng ngang, nó cũng ngon ngon cỡ, nó không quá chênh lệch đó cả nhà. Mình nói vậy, nói tóm lại là cái giống gà này rất là ngon. Không phải là mình nói là gà nhà mình nuôi, thì mình nói là thật sự cái trang trại mini của nhà mình nó nuôi ra những cái giống gà rất là ngon. Nhưng mà cái gà này nó cũng thuộc diện ngon, nhưng mà mình cũng không có thể là nói là giá thành nó là đánh giá là có thể mua với cái giá là bao nhiêu. Thì mình cũng chưa có thể quyết định được. Tập nói mình sẽ cắt cái con gà luộc này nha. Nóng, nóng lắm rồi. Có cái giấy này cũng hơi sạch nè. Cầm luôn được. Khỏi luôn rồi, nóng lắm. Nãy mình nhớ mình xăm nó hết máu rồi mà. Thế sao cắt ra thấy hơi hồng hồng nên đi luộc trở lại. Thế nên mình phải ăn con... Mình ăn xong qua cái con gà nướng muối ớt rồi. Thịt rất là ngon cả nha. Nóng lắm, giờ nó luộc nóng quá. Đây là cuộc phỏng vấn nhỏ của mình với ông xã của mình nha. Bây giờ mình hỏi ông xã mình cũng vừa ăn. Ủa, sắp xong chưa vậy? Sắp xong chưa? Tiếp tục. Ông xã mình tiếp tục ăn. Mình tính là ăn xong, ảnh ăn xong mình sẽ làm một cuộc phỏng vấn nhỏ nhỏ. Ngon. Giờ này ăn á, nó không có ngán, ăn ngon. Giờ bây giờ vừa ăn vừa phỏng vấn luôn ha. Có ngọt thịt. Ngọt thịt ngon, ông xã mình đánh giá ngọt thịt ngon, không có béo, không có mỡ nhiều. Thì bây giờ mình giờ em bà xã mới hỏi ông xã nè. Con gà này á, là ở trên mạng là mình thấy cái giá nó ghi là mình bán là 200 đô la một con. Giờ em hỏi ông xã 200 đô la mua không? Ăn không chứ. Giờ hỏi 200 đô la ăn không. Cho hỏi ăn. Trăm mua rưỡi. Không mua. Trăm rưỡi. Trăm rưỡi. Bán đấu giá nó luôn á, hạ giá luôn. Trăm rưỡi. Không trả lời sao im lặng vậy. Rồi 100. Xuống giá rồi. 100 cũng không mua luôn cả nhà ơi. 50. Mất giá quá rồi. Mua 50. Ăn cho biết. 50 mua ăn cho biết. 50 mua ăn cho biết rồi. Ăn một lần rồi có mua không? Ăn lần rồi mua hơn 50 á.
50 rồi ăn một lần thì mua nữa không? Rồi lâu nhớ thì mua. Giờ có thể mua 50 có thể mua hả? Giờ ông xã phỏng vấn em đi. Cho phỏng vấn lại đi. Nuôi thì ăn. Vậy là nuôi thì ăn thôi chứ không có mua phải không? Rồi kết thúc cái cuộc phỏng vấn tại đây. Gà này 200 không ăn, 150 người ăn sao ăn? 200 ăn không? Nói 200 không cho ăn. Cho ăn chứ nó mua mà, bỏ tiền ra mua mà. Hả? Trong giờ đó rồi mình nói ăn thịt ngon mà bây giờ mày hỏi nè. 200 không ăn. 150 không ăn. Giờ cuối cùng là nói là cho là mới ăn. 50 mà có thể ăn mà lâu lâu mua con ăn thôi. Vậy là nuôi gà này đâu có giá trị kinh tế gì đâu. Đây, con này là nửa con luộc rồi cả nhà ăn hồi nãy là nửa con nướng rớt là đã no rồi. Con này là lớn nhất chuồng Pressy ạ. Con này là ông xã mình nói nó là lớn nhất chuồng đó. Đó, rồi còn dư như đây nè, thôi để chiều chứ lấy cái nước nấu phở cho cả nhà ăn ha, phở gà ha. Thôi, tạm biệt cả nhà đi. Bye bye. Ông xã tạm biệt cả nhà đi. Bye bye. Have a good day.